Rồi, lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Anh gửi lời chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước. Thì hôm nay Hoàng Anh xin lên chia sẻ một số vấn đề lý do tại sao những kênh săn bắt lại được ít lượt xem và bị mọi người trên cộng đồng mạng quay lưng vì tính không chân thật. Tại sao Hoàng Anh lại nói là tính không chân thật? Thì Hoàng Anh sẽ nói cho mọi người được hiểu. Thì theo một số anh em chia sẻ, nhất là anh Ca Cường TV là một kênh săn bắt lớn nhất, anh chia sẻ như thế này. Thì anh nói là lý do kênh săn bắt bây giờ ít lượt xem là do quá nhiều kênh săn bắt phát triển nên lượt xem được chia ra nhiều kênh. Thì cái đó thì Hoàng Anh cũng đồng tình với anh. Nhưng mà theo Hoàng Anh được biết lý do cốt lõi á, trong vấn đề này á, tại sao kênh Sơn Bắc bị nhiều người quay lưng và ít lượt xem á, thì không phải vì vấn đề đó mà kênh Sơn Bắc, không phải vì vấn đề mà nhiều kênh phát triển mà kênh Sơn Bắc lại được ít người xem. Thì mọi người cũng đã biết rồi, bây giờ làm YouTube thì rất là nhiều người làm. Thì về săn bắt, về chôn, về nấu ăn, về du lịch khám phá, nói chung là rất là nhiều người làm nội dung trùng trùng lặp với nhau. Còn kênh săn bắt thì chỉ là một phần nhỏ thôi mọi người, một phần nhỏ trong những người làm YouTube về về YouTube thôi. Những kênh chôn, những kênh nấu ăn, những kênh game hay là những kênh làm về những nội dung khác rất là nhiều, rất 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 nhiều luôn. Tại sao Hoàng Anh nói những kênh đó rất là nhiều? Vì á, những kênh đó nội dung của nó thì á, không mất công sức để làm nhiều, chịu khó đầu tư một chút thì sẽ làm được nếu người đó có điều kiện. Thì làm gì những nội dung như nấu ăn thì các bạn phải bỏ chi phí nè, nội dung chôn đó, nội dung về game thì các bạn chịu khó làm về game, chơi game nhiều hơn, biết nhiều hơn về game thì sẽ làm được. Và nội dung du lịch khám phá thì các bạn phải bỏ ra chi phí để các bạn đi đi nhiều nơi để các bạn quay những video thực tế. Còn nội dung săn bắt này, tại sao mà anh nói chỉ là một phần nhỏ của những người làm YouTube? Thì các bạn đã biết làm kênh săn bắt không phải ai làm cũng được. Thứ nhất á, là các bạn phải chịu khó, phải có đam mê và phải có sức chịu đựng. Sức chịu đựng ở đây mà anh nói như thế nào? Là các bạn phải chịu dầm mưa, dãi nắng, đi ra rừng vô gú, đi rất là nhiều nơi và trong đó không cũng không kém phần nguy hiểm. Vì vậy kênh săn bắt á, không phải ai làm cũng được, phải có đam mê và nói chung phải có sự gan dạ nữa. Nhưng mà kênh săn bắt á, các bạn muốn làm một video đâu phải là dễ. Đôi khi các bạn phải đi một ngày, ví dụ các bạn đi săn bắt, đi bẫy rắn hay hoặc đi câu cá thì các bạn cũng phải đi ngồi một ngày đi câu cá, hay là các bạn đi một ngày để đi bắt rắn hay là bẫy rắn, phải bỏ rất nhiều công sức mới làm được một nội dung video thực tế chân thật nhất. Nhưng theo bọn anh được biết thì dạo gần đây có những kênh YouTube chuyên về săn bắt đã có rất nhiều subscribe rồi. Nói chung là một kênh rất là lớn, 300-400 ngàn trở lên không. Thì họ được mọi người yêu mến từ lúc đầu, ủng hộ cho đến bây giờ. Và kênh YouTube họ rất là phát triển. Nhưng trong thời gian gần đây có những kênh lớn đó
họ lại vì một chút lợi ích cá nhân, vì số view và vì những uy tín kênh của họ, là kiểu như họ nghĩ kênh họ là một kênh lớn, ra những nội dung video quá tầm thường á thì sẽ không được nhiều người xem, vì thế họ bị áp lực về về mặt uy tín của kênh họ quá lớn đi, họ làm nội dung quá tầm thường thì không không xứng tầm với kênh của họ, vì thế họ mới dàn dựng những nội dung rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn để nhằm mục đích câu view và nhằm mục đích cho nội dung video xứng tầm với kênh lớn của họ. Thì ở đây á, Hoàng Anh không nói kênh nào ám chỉ một kênh săn bắt nào hết. Hoàng Anh chỉ nói để những người, những anh em làm kênh săn bắt cũng như Hoàng Anh thôi, Hoàng Anh cũng làm kênh săn bắt. Hoàng Anh nói như thế để những anh em nào làm kênh săn bắt, nhất là những kênh lớn á, vì bị áp lực, vì kênh lớn mà không có nội dung hay á, cố tình dàn dựng video á, dàn dựng nội dung hay để cho mọi người xem, thì nên suy nghĩ lại mà làm những video mang tính chân thật một chút, vì mọi người yêu mến mình á không phải là nội dung video của mình hay, mà mọi người yêu mến mình là do nội dung video chân thật và nội dung video của mình gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, gắn liền với đồng quê, gắn liền với rừng rậm. Nội dung video rất là đơn giản, rất là thực tế, nhưng mà được nhiều người yêu mến. Chứ đừng nên dàn dựng những video hấp dẫn, thu hút mà không chân thật. Mọi người đừng nghĩ những người xem chúng ta là những người không chuyên môn về săn bắt, họ không biết gì. Nên nhớ một điều, khi ta đăng YouTube lên thì có rất là nhiều người xem mọi người. Trong đó thì có những người nông dân, sinh viên, học sinh và những người trí thức. Thì trong đó những người không chuyên môn cũng có, những người chuyên môn về săn bắt cũng có. Nhưng mà anh muốn nói với mọi người điều như thế này. Mọi người đừng nghĩ mọi người làm nội dung video á dàn dựng, mà dàn dựng một kiểu kiểu một cái kiểu rất là công phu á mà không ai nhận ra á, thì mọi người quá là sai lầm. Cái gì không chân thật thì nó sẽ là không chân thật, trước sau gì nó cũng lộ. Và anh muốn nói với người ở đây là giấy không bao giờ gói được lửa. Có thể là có một số người họ không chuyên về săn bắt thì họ không hề không biết nội dung đó là nội dung dàn dựng, nhưng một số người họ chuyên về săn bắt họ sẽ biết, và một số người trí thức tuy rằng họ không chuyên môn nhưng họ nhìn nhận, họ đánh giá, họ có trí thức, họ có suy nghĩ thì họ sẽ đánh giá, họ biết được cái video đó có chân thật hay không. Thì trong khi họ xem mọi người, họ xem kênh mọi người thì họ cũng đã xem rất là nhiều kênh khác nữa, thì họ sẽ biết nội dung có chân thật hay không. Vì thế Hoàng Anh khuyên á, tất cả mọi người làm gì săn bắt, nhất là những anh làm kênh lớn, đừng vì áp lực kênh mình lớn mà cố dàn dựng những nội dung hay hấp dẫn để đem đến cho mọi người. Nhưng các anh đều quên một điều là mọi người thích các anh là thích cái tính chân thật, trải nghiệm thực tế gắn liền với cuộc sống hàng ngày và đồng quê của người dân Việt Nam, chứ không phải những nội dung hay hấp dẫn mà không mang tính chân thật, lường gạt khán giả. Những người khán giả xem chúng ta đều là những người yêu mến ta, vì thế chúng ta nên có một động thái hết sức tôn trọng họ.
và đem đến cho họ những gì chân thật thực tế nhất. Thì Hoàng Anh lên chia sẻ với mọi người chỉ có vậy thôi. Thì Hoàng Anh mong á, mong một điều thôi, chúng ta làm gì cũng phải làm chân thật, đừng vì một chút view, một chút tiền nhìn trong túp mà lừa gạt khán giả, xỏ mũi khán giả. Một ngày nào đó thì họ cũng nhận ra chúng ta là một người không chân thật, họ sẽ quay lưng với chúng ta thôi. Cái gì chân thật mới tồn tại với thời gian, còn cái gì giả dối sẽ không bao giờ tồn tại với thời gian nha mọi người. Thì chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của Hoàng Anh. Nếu mọi người cảm thấy những gì Hoàng Anh nói đúng, hữu ích thì mọi người cho phép Hoàng Anh cảm ơn, và đừng quên cho Hoàng Anh một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Chia sẻ để nhiều, để những anh YouTuber là bên kênh Săn Bắt lớn á, nhìn thấy được, để họ nhìn nhận lại những gì họ làm. Họ là kênh lớn rồi, họ làm cái gì? Mất uy tín bên kênh Săn Bắt. Và đã là những kênh lớn mà làm như vậy rồi thì những kênh nhỏ chúng ta làm sao mà phát triển được? Thì mọi người sẽ đánh giá ngay, tại vì những kênh lớn đã làm nội dung không chân thật rồi thì những kênh nhỏ này thì có cái gì đâu, những kênh nhỏ này thì không ra gì hết. Nó mọi người sẽ đánh giá ta như vậy. Thì cảm ơn mọi người một lần nữa, Hoàng Anh xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem những lời nghe xem và nghe những lời chia sẻ của Hoàng Anh. Chân thành cảm ơn mọi người. Thì cũng rất mong mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ Hoàng Anh và đồng hành cùng Hoàng Anh đi những chuyến săn bắt. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Cuối lời Hoàng Anh không biết nói là gì, thì cũng chỉ biết là chúc sức khỏe mọi người và chúc mọi người một ngày tốt đẹp, vạn sự như ý. Bye bye. Bye bye mọi người.